với những hình ảnh đầu tiên mà chúng ta vừa theo dõi thì chắc hẳn quý vị cũng đã đoán ra được sản phẩm mà chúng ta sẽ cùng tìm hiểu với nhau nè. Chúng ta sẽ cùng thưởng thức với nhau và cùng phân tích kỹ hơn về những thành phần dinh dưỡng ở bên trong mỗi sản phẩm chính ngày hôm nay là gì, đúng không ạ? Nhưng mà trước đó đó quý vị ơi, cho phép Trinh xin được chia sẻ với quý vị một vài thông tin mà ai cũng đã biết rất là rõ rồi. Đó chính là từ đậu nành đó quý à. Đậu nành á thì từ xưa đến nay đã là một món ăn rất là quen thuộc luôn đó quý ha. Những người bà và những người mẹ của mình luôn luôn có một cái quan điểm rằng là đậu nành vừa giàu canxi, vừa nhiều chất xơ nè, vừa cung cấp nhiều dinh dưỡng cho mình, cho nên nó là thường hay tự xay ra và nấu sữa đậu nành ngay tại nhà của mình. Thế nhưng đó là câu chuyện của trước đây. Bây giờ thì cuộc sống bận rộn hơn rồi, mọi người sẽ không còn có nhiều thời gian nữa, vẫn muốn có được những dòng sản phẩm là thực phẩm dinh dưỡng đi ha, vừa dễ dàng sử dụng mà còn có thêm sự kết hợp từ mùi vị truyền thống, thêm những cái loại nguyên liệu khác nữa để mang đến chúng ta một loại thực phẩm dinh dưỡng tốt hơn rất là nhiều. Vậy thì ngay bây giờ chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị dòng sản phẩm đó chính là sữa đậu nành giàu canxi Yeon C đến từ Hàn Quốc và nhập khẩu 100% từ Hàn Quốc về Việt Nam nha quý vị. Đúng rồi thưa quý vị, và ngày hôm nay chúng ta cũng có thể thấy là với dòng sản phẩm lần này được đóng hộp một cách cực kỳ kỹ càng và sản xuất được nhập khẩu trực tiếp từ Hàn Quốc cho nên chúng ta có thể yên tâm. Và trong thời buổi hiện đại ngày hôm nay thì theo quan quý quan sát đó nha, thì cái xu hướng của tất cả mọi người chúng ta là bắt đầu là có một cái sự chuyển dịch một cách rõ rệt từ việc chúng ta sử dụng những cái loại mà sữa động vật và chúng ta chuyển dần sang sử dụng sữa thực vật với những cái thành phần dinh dưỡng nó nhiều hơn và nó cân bằng hơn, hạn chế hấp thu cholesterol vào trong cơ thể của mình, đúng không ạ? Và bên cạnh đó cũng đảm bảo hơn rất là nhiều những thành phần kết hợp cùng với đậu đen nè thưa quý vị. Ngoài ra thì còn có những loại như là hạnh nhân nè, rồi có thêm đặc biệt đó chính là ốc chó quý vị nha. Với sự kết hợp của những dòng sản phẩm như thế này và nguyên liệu chính vẫn là đậu nành, một thành phần rất là giàu protein cũng như là canxi chính thành viên trong gia đình của chúng ta. Ngày hôm nay thì tất cả quý vị chúng ta sẽ có hai sự lựa chọn trong cả một bộ combo như thế này quý vị nha. Rồi bây giờ để cho mọi người có thể là dễ dàng phân biệt á, thì có hai chiếc hộp ở hai bên như thế này nè. Nếu mà mọi người thấy là một cái chiếc hộp nó có ở phía bên trên á, có màu đen đen, màu xanh đen á, thì cái nguyên liệu của nó đó chính là đậu nành kết hợp cùng với đậu đen quý vị nha. Đúng rồi còn bên cạnh đó một cái hộp khác nữa, cái hộp nó có cái màu cam cam ở phía bên trên nè, cái màu vàng đất như thế này nè, thì đó một cái sự kết hợp giữa đậu nành là thành phần chính cùng với hạnh nhân và hạt ốc chó quý vị nha. Đúng rồi thưa quý vị, và sự kết hợp từ đậu nành truyền thống cùng với lại những cái loại nguyên liệu khác như là từ đậu đen nè quý vị, hạnh nhân và cả ốc chó nữa, nó vừa cung cấp thêm chất xơ dồi dào hơn cùng với lại hàm lượng canxi cao ở trong sữa đậu nành giàu canxi Yeon C quý vị nha. Nhưng mà trước đó đó quý vị ơi, trong một bữa ăn hàng ngày đó quý vị mất bao nhiêu thời gian, quý vị phải tính toán như thế nào, quý vị đi chợ trong bao lâu để chúng ta đảm bảo được rằng là chính bản thân của mình và cả những người thân của chúng ta phải ăn được đầy đủ hàm lượng canxi đi ạ. Ví dụ muốn hấp thụ đến 100mg canxi đó quý ơi, thì đúng chúng rồi. Ta cần phải có một con cá thu, trong đó thì 100g cá thu á thì chỉ có 26mg canxi thôi. Tất nhiên còn quá ít đúng không nè, đúng chưa rồi. Đủ rồi mình phải ăn thêm những cái loại như là rau cải bó xôi như thế này nè. Một bó đó thì tương đương là mình sẽ có khoảng 40mg canxi thôi, vẫn chưa có đủ đúng không nè. Rồi ngoài ra ăn thêm trứng nữa, 4 quả trứng thì mới cung cấp thêm 52mg canxi. Đó, mình phải tính toán từng món như thế này cho một bữa ăn của gia đình mình. Đôi khi đó quý vị, mình quá bận rộn, mình không có nhiều thời gian, thì việc mà chúng ta ăn uống thiếu chất, chúng ta bỏ bữa ăn là chuyện xảy ra rất là thường xuyên quý vị nha. Nhưng mà bây giờ quý vị nhìn xem, ở đây không có khó hiểu đâu ạ. Trinh sẽ mang đến cho quý vị một cái giải pháp tiện lợi hơn. Thành phần dinh dưỡng có trong 190ml sữa đậu nành giàu canxi Yeon C là gì ạ? Đó chính là canxi, cực kỳ nổi bật nha quý. Rồi. Trong một hộp sữa của chúng ta có đến 220mg canxi, nó rất là nhiều quý vị nha, cung cấp đến 31% cái khối lượng canxi vào cơ thể cho chúng ta khi mà chúng ta sử dụng mỗi ngày. Ngoài ra là nó có 0% cholesterol, tức là nó không có chất béo, nó bảo vệ cho hệ tim mạch của mình. Đây là hai yếu tố cực kỳ nổi bật luôn. Ngoài ra còn cung cấp thêm năng lượng cho mình nè, và những cái loại chất đạm và cả vitamin D nữa. Đó, tiện lợi như thế này thôi, sữa đậu nành giàu canxi Yeon C đến từ Hàn Quốc sẽ mang đến cho mình hàm lượng canxi dồi dào, duy trì năng lượng cho cả một ngày và 0% cholesterol nha quý vị. Đúng rồi thưa quý vị, và chắc chắn là mọi người chúng ta sẽ có một câu hỏi đặt ra ngay lúc này khi mà lắng nghe những thông tin mà chúng tôi chia sẻ, là theo những thông tin mà mọi người tìm hiểu là trong đậu nành làm gì có quá nhiều canxi như vậy. Nhưng mà chia sẻ cùng với tất cả mọi người, sử dụng công nghệ từ Hàn Quốc là với những dòng sữa này là đậu nành là xay cả vỏ luôn quý vị nha, và đúng trong rồi, thành phần vỏ của đậu nành chứa rất nhiều canxi, cho nên mọi người cũng có thể là hoàn toàn yên tâm và kết hợp cùng với rất là nhiều những thành phần tiếp theo như là đậu đen nè, hạnh nhân và cả ốc chó nữa quý vị nha. Ở thời điểm hiện tại thì Quang Quý đang đứng kế một cái tấm bảng để chúng ta có thể so sánh quý vị ạ. Hàm lượng canxi trong 100ml sữa quý vị nha. Nếu mà đối với sữa đậu là những cái loại sữa mà chúng ta có thể xay ngay tại nhà của mình là chỉ
là 22 mg mà thôi. Đó, và sữa tươi nè thì là 91 mg. Tuy nhiên với dòng sữa đậu nành giàu canxi giòn xe ngày hôm nay lên tới 115 mg quý vị nha. Đó, cho nên là chúng ta có thể là hoàn toàn an tâm nè, mình có thể là hấp thụ cái hàm lượng canxi rất là nhiều. Và chưa kể là nguồn nguyên liệu ngày hôm nay mọi người có thể hoàn toàn yên tâm nữa, với cái việc mà chúng ta có thể là có ngay dòng sản phẩm này, nguồn nguyên liệu sử dụng là đậu nành nhập khẩu từ Úc, Mỹ và cả Canada luôn. Cho nên là mọi người có thể là hoàn toàn yên tâm quý vị nha. Đó, với cái kết hợp như vậy thì Quang Quý thấy là Tú Trinh là một người phụ nữ cũng rất là khó tính nè, trong cái việc là lựa chọn những dòng sản phẩm chăm sóc sức khỏe cho gia đình của mình, đúng không ạ? Đó, không chỉ là với công nghệ nè, cũng như là đặc biệt là cái phần nguyên liệu ở trong đó, đúng không Tú Trinh? Chính xác đó Quý ơi. Và thưa quý vị, đây là dòng sản phẩm mà chúng tôi rất là tự tin chia sẻ với quý vị nha. Thứ nhất, nó là dòng sản phẩm thuộc công ty Yonsei Dairy, là một công ty thuộc trường đại học lâu đời nhất được thành lập tại Hàn Quốc, là đại học Yonsei tại Hàn Quốc nha quý vị. Và nguồn nguyên liệu để mà mang đến cho quý vị hàm lượng dinh dưỡng rất là dồi dào, mà đặc biệt là canxi có trong sữa đậu nành dầu canxi Yonsei là nhập khẩu từ Úc, từ Mỹ, từ Canada và kết hợp cùng với một cái quá trình sản xuất chọn lọc nha quý vị. Đậu nành được xay cả vỏ, do đó là lý do tại sao mà canxi lại dồi dào đến như vậy đó quý vị à. Và đây cũng chính là lý do mà quý vị ơi, ở nhà của chúng ta sẽ có nhiều đối tượng đặc biệt khác nhau, từ người lớn tuổi, trẻ nhỏ của nhà mình, những bạn trẻ đang học hành thi cử căng thẳng, đặc biệt là những chị em phụ nữ đang mang thai, đang nuôi em bé nè, hay là những quý ông bận rộn, những chị em phụ nữ mà làm nhiều công việc khác nhau mỗi ngày, chúng ta đều cần phải có là nhu cầu bổ sung canxi và nguồn năng lượng rất là nhiều để đảm bảo được cái sự khỏe khoắn cho hệ xương khớp của chúng ta, đồng thời là giúp cho mình duy trì được nhiều hoạt động trong cả một ngày dài quý vị nhé. Ví dụ như là câu chuyện thật của Trinh mà hôm nay xin được chia sẻ với quý luôn và cả những quý vị đang theo dõi chương trình nữa. Trinh cũng đang trong giai đoạn những cái tháng đầu tiên của thai kỳ, đang chuẩn bị chào đón em bé ra đời, và cái thời điểm mà khi mình bắt đầu mang thai đó thì mình bị ngán như là nhiều chị em phụ nữ khác, mình không có ăn uống được quá nhiều và mình cảm thấy cực kỳ khó chịu. Do đó thì Trinh đã rất là loay hoay mất nhiều thời gian là làm sao đây, không ăn uống được nhưng mà dinh dưỡng thì cần phải có. Đúng rồi. Và nhất là canxi mà cứ mỗi tháng lại phải tăng cái nhu cầu canxi lên. Cho nên là Trinh đã không cần phải mất quá nhiều thời gian và cảm thấy là mình cũng khá là may mắn đó quý à. Bởi vì mình là một người thực hiện những chương trình của VTV Hyundai Home Shopping và mình cũng có cơ hội được sử dụng dòng sản phẩm mới và chất lượng nữa. Và khi mà mình biết được cái dòng sản phẩm là sữa đậu nành giàu canxi của Yonsei Hàn Quốc đó quý, mình mừng lắm. Bởi vì là thứ nhất là mình không có phải sợ uống vào nó khó tiêu nha. Thứ hai nữa là không có gây ói, gây ngán, khó chịu cho mình. Và thứ ba nữa là wow, cái hàm lượng canxi nó phải nói là cực kỳ dồi dào, nó rất là phù hợp cho một người mẹ khi mà chúng ta đang nuôi em bé quý vị nha. Đó, rất là tiện lợi luôn. Đúng rồi thưa quý vị, và nói về cái câu chuyện thực phẩm bổ sung chất dinh dưỡng cho những thành viên trong gia đình của mình, đúng không ạ? Đặc biệt là các chị em phụ nữ như thế này á, thì trong cái giai đoạn thai kỳ thì chắc là rất là dễ bị ngán, cũng như là không thể nào dung nạp rất là nhiều những loại thực phẩm khác nhau. Như là lúc nãy chúng ta cũng đã có chia sẻ là với việc là có thể là dung nạp những cái thành phần dinh dưỡng vào cơ thể của mình để có thể là bổ sung canxi, chẳng hạn như là với cá nè, đúng không ạ? Rồi với cải bó xôi và với trứng nữa. Nhiều khi là trong những cái thành phần đó, những cái loại thực phẩm đó lại chứa thêm những cái chất dinh dưỡng khác nữa, chẳng hạn như là trong trứng lòng đỏ rất là nhiều cholesterol. Nếu mà với chị em phụ nữ chúng ta ăn quá nhiều thì cũng không tốt. Không tốt cho cả bản thân mình và cho cả thai nhi nữa mọi người nha. Và bên cạnh đó, với những bạn trẻ hay là những người lớn tuổi cũng phải có một cái sự hạn chế nhất định về những cái dòng thực phẩm khác nhau đó. Cho nên là với dòng sản phẩm này thì mọi người có thể là hoàn toàn yên tâm. Và Quang Quý có một cái điều cũng khá là đặc biệt là bản thân Quang Quý cũng đi làm khá là nhiều, những lúc mà bận quá rồi không có thời gian để ăn, đúng không? Nhiều khi lúc đó là Quang Quý lựa chọn sữa tươi để uống nhưng mà cuối cùng lại cảm thấy là hơi giận giận cái bụng và rất là khó chịu. Tuy nhiên với dòng sản phẩm như thế này, chúng ta có thể thay thế một bữa ăn nhỏ để tạm thời là mình kìm lại, mình cung cấp năng lượng để mình hoạt động tiếp, và sau đó chúng ta có thêm thời gian để làm, đúng không ạ? Và ngày hôm nay chúng tôi mang đến cho tất cả quý vị chọn một bộ sản phẩm cực kỳ hấp dẫn quý vị nha. Lên tới con số cực kỳ ấn tượng là 48 hộp thưa quý vị, với mức giá cũng ấn tượng không kém luôn, chỉ với 499.000 đồng mà thôi. Nhắc lại một lần nữa, với 499.000 đồng chúng ta có tổng cộng là 48 hộp quý vị nha, với 2 mùi vị cho tất cả chúng ta có thể là lựa chọn và sử dụng mỗi ngày, bao gồm là đậu nành với đậu đen nè, bên cạnh đó thì có thêm đậu nành ốc chó và hạnh nhân nữa quý vị nha. Ngay bây giờ thời gian của chương trình đang đến ngược rồi, hãy nhanh tay nhấc máy lên và gọi điện thoại về cho chương trình. Quý vị hoàn toàn yên tâm, dòng sản phẩm sản xuất nhập khẩu trực tiếp từ Hàn Quốc và sử dụng nguyên liệu từ Úc nè, Canada nè, cũng như là Mỹ nữa quý vị ạ. Cho nên là chúng ta có thể hoàn toàn an tâm, nhanh tay sở hữu ngay cùng với VTV vĩ đại Home Shopping.
vị, như vậy là chúng ta cũng có thể thấy là vừa rồi đó chính là những hình ảnh mà tất cả quý vị thấy về dòng sản phẩm của chúng tôi, cũng như là cái nơi có thể là sản xuất và nhập khẩu từ Hàn Quốc. Và những dòng sản phẩm này đó chính là công ty Yonsei Diary quý vị nha. Trực thuộc là trường đại học Yonsei, là một trường đại học danh tiếng và lâu đời nhất ở khu vực Hàn Quốc. Nếu như mà mọi người chúng ta theo dõi những câu chuyện ở trên mạng về Hàn Quốc cũng như là theo dõi những bộ phim thì chúng ta cũng biết được là trường đại học này là rất là danh tiếng và cũng như là nơi xuất phát của rất là nhiều các nhà khoa học nổi tiếng, đúng không ạ? Từ đó chúng ta cũng có thể hoàn toàn an tâm với dòng sản phẩm lần này chúng tôi mang đến cho tất cả mọi người. Thưa quý vị, và đó cũng chính là lý do tại sao mà bên cạnh việc là có nguồn gốc rõ ràng, nguồn nguyên liệu được nhập khẩu từ Úc, Mỹ và Canada cùng với một cái quá trình sản xuất nghiêm ngặt như vậy, dòng sản phẩm của chúng ta đã đạt được những cái chứng nhận rất là an toàn về sức khỏe của mình quý vị nha. Ngoài sự kết hợp từ đậu nành cùng với đậu đen rất là giàu chất xơ nha quý vị, thì còn có thêm sự kết hợp từ đậu nành và cả hạnh nhân và cả ốc chó nữa. Mà hạnh nhân và cá ốc chó đó quý biết không, rất là tốt về trí não của mình bổ sung cái hàm lượng omega 3 cho cơ thể của chúng ta luôn. Và những người phụ nữ nào mà chúng ta đang lo lắng đó quý vị, ví dụ như là mình không biết làm sao như thế nào để có thể là bổ sung được nguồn dinh dưỡng á cho ông xã của mình, đó là ngày nào cũng làm việc bận rộn nè đó, sáng nào cũng bận rộn, các con của mình nó là phải vội vã đi học luôn, đôi khi là bỏ luôn cả bữa sáng như thế này đây, làm sao bây giờ đó để có thể là mọi người cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng nha, rồi á là giúp cho ông bà cha mẹ của mình là phải khỏe mạnh hơn. Tại vì lớn tuổi rồi quý ơi, cái hàm lượng canxi nó cũng bị mất dần đi trong cơ thể của mình, hoặc là chính những người bản thân những người phụ nữ nữa, vừa lo công việc gia đình vừa lo công việc xã hội rất là mệt mỏi luôn. Ngoài ra nha, cái việc mà chúng ta thường xuyên bỏ bữa do bận rộn nè đó thì cũng diễn ra rất là thường xuyên mỗi ngày đó. Giờ làm sao đây, một bữa ăn phụ đảm bảo dinh dưỡng, cung cấp đầy đủ canxi và có thêm những cái hàm lượng dưỡng chất khác nữa mà chúng ta không mất quá nhiều thời gian cho mình ha. Đúng rồi đó quý vị, như vậy là với dòng sản phẩm lần này thì chúng ta có thể là thay thế những cái loại thức uống ở thời điểm hiện tại cũng như là những cái bữa nhỏ trong gia đình của mình. Đúng quý rồi, vị nha. Đó, đây là một cái cách thức để bổ sung dinh dưỡng một cách dễ dàng và thuận tiện hơn. Nhanh và chóng. Đặc biệt thì Hoàng Quý tin chắc rằng với chị em phụ nữ trong gia đình của chúng ta khi mà theo dõi chương trình ngày hôm nay thì chúng ta cũng có thể thấy là đây là một giải pháp cực kỳ dễ dàng và tiện lợi. Mỗi buổi sáng chúng ta không cần phải nấu quá nhiều nữa, đúng không ạ? Chúng ta có thể là pha sữa cùng với những cái loại ngũ cốc chúng ta có thể là mua ở bên ngoài về nè. Và bên cạnh đó, những lúc luyện tập thể dục thể thao như thế nào thì cơ thể sẽ mất nước nè. Đúng và rồi. Đó là những lúc cơ thể có thể hấp thụ chất dinh dưỡng một cách nhiều nhất và luôn. Nhanh nhất và chuyển hóa những cái chất năng lượng nữa, đúng không ạ? Do vậy thì chúng ta cũng có thể sở hữu dòng sản phẩm này, đặc biệt với ông bà cha mẹ trong gia đình của mình khi lớn tuổi rồi nè, cái hệ cơ xương khớp bắt đầu là bị thoái hóa cũng rất là khó chịu, hay là cánh mày râu cánh văn phòng chúng ta lái xe trong điều kiện là thời tiết nắng nóng rồi khói bụi, đúng không ạ? Những lúc mệt mỏi thì chúng ta cứ phải là uống cà phê nhiều, mà uống cà phê nhiều đâu tốt đâu. Cho nên dòng sản phẩm này có thể là pha cùng với latte mọi người nha. Có thêm một cái loại thức uống khác để bổ sung dinh dưỡng cho những thành viên trong gia đình của mình, đặc biệt là với các bé ở nhà của mình nữa quý vị ạ. Như vậy là dòng sản phẩm lần này có thể sử dụng cho tất cả những thành viên trong gia đình của mình luôn. Wow, như vậy là chúng ta mua sắm một lần như vậy đến 48 hộp mà có cả hai loại là sự kết hợp từ đậu nành giàu canxi với đậu đen nè, hạnh nhân và cá ốc chó nữa, thì mỗi ngày nha mình để vào trong cặp táp của ông xã mình khi đi làm, các con của mình khi đi học, bản thân của chúng ta cứ để sẵn ở trong tủ lạnh đó, cứ là ông bà cha mẹ của mình khi cảm thấy đói bụng cồn cào có thể là sử dụng ngay, hoặc là chúng ta quá là bận rộn thì quý vị không cần phải bỏ bữa quý vị nha. Canxi vẫn có đầy đủ rồi và không có cholesterol nha quý vị. À quý ơi, hồi nãy Trinh thấy là mọi người là có kết hợp luôn á sữa đậu nành giàu canxi Yonsei này cùng với ngũ cốc, nó giống như là có thói quen mà Trinh đang có mỗi ngày như vậy. Bởi vì quý biết không, hàm lượng canxi mà một người mẹ đó quý vị đang cần nuôi con của mình ngày càng nó sẽ cao hơn vào mỗi tháng quý vị nha. Mà mình quá là bận rộn, mình thường hay đói bụng nữa, mình thường phải có những bữa ăn phụ, đúng không ạ? Không có gì khó khăn cả, Trinh thường là chuẩn bị luôn, lúc nào trong tủ lạnh của nhà mình cũng có sữa đậu nành giàu canxi Yonsei. Ngoài ra mình chỉ cần chuẩn bị thêm một vài loại ngũ cốc như thế này thôi, mỗi ngày là một hương vị khác nhau, vừa thơm vừa tự thực hiện ngay tại nhà. Và bây giờ đó quý, mình chỉ cần sử dụng luôn nha, là sữa đậu nành giàu canxi Yonsei này nè, chúng ta kết hợp cái hương vị từ đậu nành và đậu đen vào bên trong ngũ cốc như vậy đó, thì mình đã có được một cái bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng năng lượng cho cả một ngày luôn đó quý vị ơi. Đúng rồi thưa quý vị, như vậy là rất là dễ dàng và thuận tiện nè, chúng ta có thể là mình đổ sữa vào, mình pha vào quý vị đó, nha. Đây. Đó, tính nghiêng ra cho mọi người thấy nhưng mà sợ sữa bị đổ uổng quá cho nên là mọi người cũng có thể là kết hợp dòng sản phẩm lần này cùng với những loại ngũ cốc chúng ta có thể là mua ở ngoài những cửa hàng quý vị nha. Mình thí dụ là mình thích nó hơi béo béo thêm một chút xíu, cảm giác là nó thơm thơm nữa thì mình có thể là sử dụng ngay đó chính là sữa đậu nành kèm thêm là ốc chó và hạnh nhân là cái màu cam vàng thơm như thế này quý vị nha. Còn không thì chúng ta có thể là sử dụng ngay là đậu nành pha với đậu đen như thế này. Dù là dòng sản phẩm nào cũng có thể kết hợp một cách cực kỳ dễ dàng rồi. Bây giờ Quang Quý sẽ nhường
cho bà mẹ đang có em bé ở trong bụng. Những lúc như thế này thì Quang Quý tin chắc rằng cái việc là chúng ta phải bổ sung hàm lượng dinh dưỡng, đặc biệt là canxi quý vị nha. Trong cái giai đoạn mà thai kỳ, đặc biệt là những cái giai đoạn đầu á, thì em bé của mình đang cấu tạo và hình thành ở trong cơ thể, thì cái việc là bổ sung canxi để có thể hình thành cái hệ cơ xương khớp trong giai đoạn ban đầu á rất là quan trọng mọi người ạ. Do vậy là cái hàm lượng canxi mà các thai phụ á, theo các nhà khoa học khuyến cáo á, cần phải dung nạp vào cơ thể là nhiều gấp 3 hoặc là gấp 4 lần so với người bình thường. Đó, cho nên là cái việc là chúng ta bổ sung những thành phần dinh dưỡng như thế này một cách trực tiếp và hạn chế cholesterol vào trong cơ thể của chúng ta sẽ có tác động rất là tốt đến em bé nè. Bên cạnh đó không chỉ là với các bà mẹ đang có thai thì trong giai đoạn cho con bú thì dòng sữa của mình cũng đang rất là cần hỗ trợ thêm những cái thành phần dinh dưỡng và canxi mọi người nha. Thì Quang Quý tin chắc rằng với những cái thành phần trong dòng sản phẩm lần này, mọi người hãy tưởng tượng đi nha. Mỗi ngày chúng ta uống sữa đậu nành riêng nè, mỗi ngày chúng ta phải ăn những cái hàng hóc chó, ốc chó riêng nè, mỗi ngày chúng ta cũng cứ phải ăn hạnh nhân riêng, hay là mình phải nấu chè đậu đen, hay là mình phải xay đậu đen để mình ăn. Trời ơi, Quang Quý tin chắc rằng tất cả chúng ta sẽ cảm thấy khá là ngán đúng không ạ? Cho nên là với dòng sản phẩm lần này thì mọi người có thể là hoàn toàn yên tâm, chúng ta có đầy đủ những thành phần, những cái chất dinh dưỡng chỉ trong một cái hộp rất là nhỏ thôi quý vị ạ. Đó, đặc biệt là cholesterol là 0% mọi người nha. Canxi là 220 mg, có thể là cung cấp cái nhu cầu là 31% luôn á quý vị nha. 31% như thế này thì cái việc là mỗi ngày chúng ta chỉ cần uống là từ 3 tới 4 hộp mà thôi. Đó, từ đó thì sẽ có thể là cung cấp những thành phần dinh dưỡng và có rất là nhiều những cái chất dinh dưỡng khác, chất béo bão hòa, đạm, protein vào trong cơ thể của chúng ta luôn. Và bên cạnh đó với dòng sản phẩm lần này, mọi người nghe là cái nguồn nguyên liệu của nó nè, từ rất là nhiều những đất nước khác nhau là Úc, Mỹ, Canada, chúng ta sẽ phải lo lắng về cái mức giá của nó đúng không Tú Trinh? Đúng đó, rồi. Tuy nhiên với dòng sản phẩm này thì mọi người có thể hoàn toàn yên tâm, mức giá mà chúng tôi mang đến cho tất cả quý vị sẽ hấp dẫn không kém đâu quý vị nha. Đúng rồi thưa quý vị, đó bây giờ là quý vị cứ hình dung xem nha. Ở đây Trinh có tổng cộng là 48 hộp cho quý vị, tức là mình sẽ có hai loại luôn, sữa đậu nành giàu canxi kết hợp từ đậu đen rất giàu chất xơ, và từ hạnh nhân và cả ốc chó nữa rất là giàu omega 3 tốt cho sự phát triển của não bộ của tất cả mọi người, đặc biệt là cho thai nhi và trẻ nhỏ quý vị nha. Mà chỉ có mức giá là 499.000 đồng cho 48 hộp, tức là khi chúng ta chia nhỏ ra thôi thì ra trung bình khoảng 10.000 đồng cho một hộp như vậy, dung tích lên đến là 190 ml quý vị nha, và hàm lượng canxi phải nói là rất là dồi dào luôn quý vị à. Bản thân Trinh là một người mẹ, Trinh cũng đi kiếm đi tìm ở nhiều nơi khác nhau, ví dụ Trinh thấy là những cái loại sữa đậu nành ở trong nước nè, hay là một vài cái loại sữa đậu nành nhập khẩu cũng có, mức giá trung bình dao động là từ 7.000 đồng cho đến 22.000 đồng, thậm chí có loại là 27-28.000 đồng luôn đó quý vị à. Và đôi khi mình thấy rằng là việc mình uống mỗi ngày mà thì thứ nhất nó phải giá trị về dinh dưỡng, thứ hai nó phải có lợi ích về kinh tế thì chúng ta mới cảm thấy yên tâm, mới cảm thấy tự tin khi mà chúng ta cứ mua về để mình cung cấp đầy đủ dưỡng chất cho mình. Vậy thì khi mà chúng ta phân tích kỹ hơn về mức giá ngày hôm nay 499.000 đồng cho 48 hộp sữa đậu nành giàu canxi Yonsei được nhập khẩu 100% từ Hàn Quốc nha quý vị, được sản xuất bởi công ty Yonsei Dairy, là một công ty thuộc trường đại học uy tín và lâu đời nhất của Hàn Quốc là trường đại học Yonsei quý vị nha. Thì quý vị đã an tâm hơn rất là nhiều rồi, thậm chí là chúng ta mua về làm quà biếu thôi quý ơi. Đó, hôm nay con biếu cho ông bà cha mẹ của mình 48 hộp sữa đậu nành như canxi thế này thì mình rất là yên tâm. Hoặc là chúng ta mua về ngay rồi mình cứ để hết trong tủ lạnh của nhà mình, cứ mỗi ngày mỗi buổi sáng mình mở tủ lạnh ra mình lấy một hộp sữa đậu nành, ốc chó hạnh nhân hoặc là đậu đen để chúng ta uống mỗi ngày liền nha quý vị. Đúng rồi thưa quý vị, chỉ cần một lần đầu tư mà thôi chúng ta đã có tổng cộng lên tới là 48 hộp để sử dụng một khoảng thời gian lâu dài đúng không ạ? Ngay bây giờ thì Quang Quý tin chắc rằng tất cả chúng ta đã cân nhắc đến việc là sở hữu chọn một bộ sản phẩm như thế này với mức giá cực kỳ hấp dẫn chỉ với 499.000 đồng mà thôi. Nhanh tay nhấc máy lên và gọi điện thoại về cho chúng tôi. Dòng sản phẩm dinh dưỡng này sẽ được gửi đến tận nhà đến 63 tỉnh thành trên toàn quốc dành cho tất cả mọi người luôn nha. Thưa quý vị, chúng ta đừng chần chờ nữa nha, đừng để cho cái nỗi lo mỗi buổi sáng sớm, mỗi ngày thức dậy là làm như thế nào để chúng ta bổ sung đầy đủ dưỡng chất đây, đặc biệt là canxi cho mỗi thành viên trong gia đình của mình. Cứ phải nhịn đói bỏ bữa thường xuyên do bận rộn, người lớn tuổi rồi cũng phải có nhu cầu bổ sung canxi để hạn chế tình trạng loãng xương. Các chị em phụ nữ làm việc nhà nè, đến công việc ngoài xã hội nữa, tập thể dục thể thao thường xuyên cảm thấy rất là vất vả và đôi khi là còn căng thẳng nữa quý vị nha. Những đấng mày râu nè, làm việc văn phòng kéo dài, rồi khi mà chúng ta cần phải bổ sung những cái bữa ăn phụ, tránh cái tình trạng là đói bụng quá, cồn cào quá thì làm sao đây ạ? Hoặc là nhiều khi mình thấy là các con của mình đó quý ơi, đang giai đoạn học hành thi cử căng thẳng, không biết là bây giờ có cái thực phẩm dinh dưỡng nào, một cái loại nước uống nào mà nó an toàn giúp cho tất cả mọi người có thể là bổ sung ngay khi mà chúng ta cảm thấy đang đói, đang mệt hoặc là cần cung cấp dinh dưỡng đây quý vị. Đó, những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ đã có ngay giải pháp rồi.
dễ dàng sử dụng, tiện lợi và không mất quá nhiều thời gian với sữa đậu nành giàu canxi tốt cho xương đến từ Hàn Quốc quý vị nha. Sữa đậu nành giàu canxi Yongsae sẽ là một người bạn mà chúng ta có thể yên tâm đồng hành mỗi ngày luôn cho mỗi thành viên trong gia đình của mình luôn đó. Đúng rồi thưa quý vị, phải nói là phù hợp với rất là nhiều những thành viên trong gia đình khác nhau. Chẳng hạn như là đối với các bạn trẻ hay là cả là những người lớn tuổi nữa đúng không ạ? Hệ cơ xương khớp bắt đầu là có một cái sự thoái hóa rồi, cho nên là chúng ta cần phải bổ sung canxi rất là nhiều luôn. Uống mỗi ngày như thế này. Và bên cạnh đó là đối với cánh mày râu đi làm việc khói bụi rồi ô nhiễm cảm thấy rất là bị stress đúng không nào? Với dòng sản phẩm lần này có thể là mình uống, mình thay thế những cái loại thực phẩm hay là những loại nước uống chẳng hạn mỗi ngày. Nếu mà chúng ta dung nạp cà phê, nước tăng lực hay các loại trà mà chất kích thích nhiều vào cơ thể thì không tốt đúng không nào? Hay là với các bạn trẻ nữa, các bé nhỏ của chúng ta đang trong giai đoạn thi cử học hành căng thẳng đúng không ạ? Thì với dòng sản phẩm này chúng ta có thể hoàn toàn yên tâm cung cấp canxi cũng như là những vitamin và khoáng chất khác cho những thành viên trong gia đình của mình. Hãy nhanh tay sở hữu cùng với chương trình ngày hôm nay. Chúng ta có thể sở hữu ngay là 48 hộp quý vị nha, chỉ với mức giá là 499.000 đồng mà thôi. Và quý vị có thể hoàn toàn an tâm tại vì dòng sản phẩm lần này trên VTV Hyundai Home Shopping được sản xuất và nhập khẩu trực tiếp từ Hàn Quốc quý vị nha, với nguồn nguyên liệu đạt chuẩn cho nên chúng ta có thể hoàn toàn an tâm. Thời gian không còn nhiều, nhanh tay nhấc máy lên và gọi điện thoại về cho chúng tôi sẽ giao hàng tận nơi 63 tỉnh thành trên toàn quốc đến địa chỉ của tất cả mọi người luôn nha. Thưa quý vị, và bên cạnh đó quý vị đã biết được công dụng các loại hạt chưa ạ? Đây, công dụng của đậu nành là gì? Rất giàu protein, tốt cho hệ tim mạch của mình, làm giảm nguy cơ béo phì. Công dụng của hạt óc chó là cực kỳ giàu omega 3 và khoáng chất, đặc biệt tốt cho não bộ, cải thiện sức khỏe của xương, cải thiện quá trình trao đổi chất. Còn chiết xuất từ đậu đen có rất nhiều chất xơ, có thêm vitamin E nè, hỗ trợ cho hệ tiêu hóa, tốt cho da và tóc của phụ nữ nữa. Còn với hạnh nhân thì giàu vitamin E, giàu magie, tốt cho hệ tim mạch nè, làm chậm đi quá trình lão hóa và tốt cho xương và răng. Tất cả những loại hạt này được kết hợp vào trong sữa đậu nành giàu canxi Yongsae. Và thưa quý vị, với rất là nhiều những thành phần cũng như là công dụng của các loại hạt như vậy quý vị nha, thì sản phẩm sữa đậu nành giàu canxi Yongsae của Hàn Quốc mang đến cho chúng ta đến 220mg canxi, nhắc lại là 220mg canxi luôn quý vị nha, trong mỗi hộp 190ml. Wow, như vậy là không chỉ có nhiều canxi nha quý vị, mà bên cạnh đó lại còn rất là giàu nguồn protein từ thiên nhiên nữa. Ngoài ra không có cholesterol, cho nên chúng ta cứ an tâm mà mình sử dụng mỗi ngày quý vị nha. Sử dụng đều đặn giúp tăng cường sức đề kháng, bổ sung dinh dưỡng đầy đủ cho cơ thể mỗi ngày luôn. Và đặc biệt trong chương trình kỳ này, với combo 48 hộp sữa đậu nành giàu canxi Yongsae đến từ Hàn Quốc, bao gồm 24 hộp sữa đậu nành hạnh nhân óc chó và 24 hộp sữa đậu nành đậu đen, mức giá cực kỳ hấp dẫn chỉ với 499.000 đồng mà thôi. Nhanh tay sở hữu ngay cùng với chương trình trên VTV Hyundai Home Shopping. Thưa quý vị, một trong những điều mà chúng tôi rất muốn chia sẻ với tất cả quý vị đó chính là trường đại học Yongsae đến từ Hàn Quốc. Đây là trường đại học uy tín và lâu đời nhất tại Hàn Quốc quý vị nhé, được thành lập từ năm 1885. Và bên cạnh đó thì việc mà ngày càng phát triển sẽ kết hợp thêm với những công ty, ví dụ như là công ty Yongsae Dairy, để mang đến những dòng sản phẩm dinh dưỡng như là dòng sản phẩm sữa đậu nành giàu canxi mà quý vị đang cùng nhìn thấy ở đây, với nguồn nguyên liệu đạt chuẩn cùng với chứng chỉ an toàn về chất lượng để chúng ta có thể an tâm sử dụng mỗi ngày đến cho mỗi thành viên trong gia đình của mình quý vị nha. Đậu nành vừa giàu protein kết hợp cùng với những nguồn nguyên liệu từ thiên nhiên như là từ đậu đen nè, hạnh nhân và cả óc chó nữa, giúp cho mình dễ dàng sử dụng hơn, mùi vị thơm ngon, rất là có lợi cho cơ thể của mình quý vị nha. Đặc biệt không cholesterol, không chất béo chuyển hóa, rất là an toàn cho tất cả mọi người. Chất dinh dưỡng phong phú có trong mỗi dòng sản phẩm giúp chúng ta có thể an tâm sử dụng mỗi ngày luôn, với nguồn công nghệ sản xuất cao giúp cho sản phẩm của chúng ta là được xay đậu nành nguyên cả vỏ, cho nên nguồn canxi dồi dào hơn rất là nhiều, chứa đến 220mg canxi cho một hộp như vậy để mà chúng ta sử dụng quý vị nhé. Cứ mỗi ngày như vậy đó quý vị, dù có bận rộn như thế nào nhưng mà chúng ta chỉ cần mang theo bên cạnh mình một hộp sữa đậu nành kết hợp cùng với đậu đen, hay là một hộp sữa đậu nành kết hợp cùng với hạnh nhân và óc chó rất là giàu omega 3 như vậy, và chúng ta đã yên tâm không có sợ đói bụng nè, vừa bổ sung canxi vừa bổ sung chất dinh dưỡng và không cholesterol, để chúng ta có thể là sử dụng đều đặn và đều đặn hàng ngày nha quý vị. Đúng rồi thưa quý vị, như vậy là chúng ta có thể hoàn toàn an tâm, những dòng sản phẩm lần này đang rất là phù hợp với xu hướng hiện nay quý vị nha. Cho nên là ngay bây giờ thời gian không còn nhiều không đâu quý nhiều vị ạ. À, làm cách nào để chúng ta có thể bổ sung canxi mỗi ngày mà lên đến hàm lượng là 220mg. Đó, trong một hộp như vậy 190ml quý vị ạ. À, chỉ có trong dòng sản phẩm ngày hôm nay mà thôi. Sản xuất và nhập khẩu trực tiếp từ Hàn Quốc. Cho nên mọi người có thể hoàn toàn an tâm với công nghệ hiện đại đúng không nào? Và từ đó thì mỗi ngày thì nguồn dinh dưỡng rất là dồi dào và đảm bảo sức
khỏe cho những thành viên trong gia đình của mình. Có sức khỏe thì lúc nào chúng ta cũng có thể làm được rất là nhiều những thứ khác nhau, và chất lượng cuộc sống của chúng ta sẽ ngày càng tăng lên. Một cách cực kỳ đơn giản để sở hữu nguồn cung cấp canxi cực kỳ hấp dẫn trong chương trình kỳ này chỉ với một mức đầu tư cực kỳ hấp dẫn quý vị nha. Đúng rồi, và bên cạnh đó thì bây giờ xin được mời Quang Quý cùng thưởng thức ngay sữa đậu nành kết hợp cùng với hạnh nhân và ốc chó. Và quý vị đừng quên là chúng ta hãy mua sắm ngay bây giờ để có cái mức giá không thể nào hấp dẫn hơn nữa quý vị nha. 48 hộp cho cả hai loại như thế này đây chỉ là 499.000 đồng mà thôi nha quý vị. 100% nhập khẩu trực tiếp từ Hàn Quốc về Việt Nam, nguồn nguyên liệu được nhập khẩu từ Úc, Mỹ và Canada để đảm bảo dòng sản phẩm rất là an toàn, phù hợp cho mọi thành viên trong gia đình của mình quý vị nha. Quý vị thích sữa đậu nành đậu đen hay là sữa đậu nành với hạnh nhân và ốc chó, chúng ta đều có thể là sử dụng ngay bây giờ luôn. Rồi bây giờ thì quý vị ơi, thời gian không có còn nhiều nữa đâu, tổng đài của chúng tôi ở nhà lúc này đã sẵn sàng rồi. Quý vị chỉ cần đặt hàng ngay bây giờ thôi. Đặt hàng bao nhiêu bộ thưa quý vị, chúng ta mua về để đầy trong tủ lạnh của nhà mình nè, mua về để mà làm quà tặng cho những người thân của mình ngay từ hôm nay quý vị nha. Đúng rồi đó quý vị, và trong chương trình kỳ này thì Quang Quý và Tú Trinh cũng đã cung cấp cho bản thân mình cho cũng khoảng là 62% canxi nhu cầu trong ngày hôm nay rồi. Nhiều, đúng rất không? Là dễ dàng và tiện lợi, chỉ việc là chúng ta uống một dòng sản phẩm, một chiếc hộp rất là nhỏ gọn như vậy mà thôi. Sản phẩm được nhập khẩu từ Hàn Quốc, mọi người có thể hoàn toàn yên tâm. Và đến đây thời lượng của chương trình đã không còn nhiều, hãy nhanh tay nhấc máy lên và sở hữu cùng với chương trình. Chúng tôi sẽ giao hàng tận nơi 63 tỉnh thành trên toàn quốc và chúc cho tất cả mọi người, những thành viên trong gia đình của chúng ta sẽ có một nguồn dinh dưỡng thật dồi dào và sức khỏe lúc nào cũng khỏe mạnh như thế này để có thể là tiếp tục đồng hành cùng VTV Huyền Đại Hồng Shopping. Xin chào và hẹn gặp lại. Quý vị có thể tham khảo thêm thông tin sản phẩm tại www.vindai.vn.